Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2020, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí môi trường, thôn đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gắn với hoạt động xây dựng nông thôn mới, với thực hiện quy ước, hương ước của địa phương. Việc dọn dẹp nhà ở, thực hiện nếp ăn ở gọn gàng trong sinh hoạt giờ đây đã là thói quen tốt của đa phần người dân thôn Tân Lập. Đối với chị Lương Thị Lập, dù có con nhỏ và bận rất nhiều công việc, nhưng hàng ngày chị đều tranh thủ thời gian sáng sớm hoặc chiều tối để quét dọn trong và xung quanh khuôn viên nhà ở. Chị Lập cho biết, việc dọn dẹp nhà ở giờ đã là thói quen thường xuyên của chị và các thành viên trong gia đình. Chị Lập cũng cho biết thêm, đối với nhiều hộ gia đình tại thôn Tân Lập, giờ đây còn rất chú ý đến việc chỉnh trang nhà ở, khuôn viên vườn hộ, nhà ở, khuôn viên không chỉ sạch mà còn phải đẹp. Việc thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Tân Phúc thời gian vừa qua cũng được Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng và gắn với quy ước, hương ước trong khu dân cư. Nhiều phong trào, mô hình và bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phong trào 503 sạch của chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên với phong trào thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, vận động các tầng lớp nhân dân trong thôn trồng cây xanh bóng mát, cây hoa tại các trục đường chính và nơi công cộng, khu vực hội trường, nhà văn hóa. Theo quy ước, hương ước của thôn, vào chiều thứ sáu hàng tuần, các hộ đều phải dọn dẹp đoạn đường ngõ xóm trước nhà mình và một tháng thôn ra quân dọn dẹp vệ sinh chung toàn thôn một lần. Để chung tay cùng với xã Tân Phúc xây dựng một thôn mới, thì thôn Tân Lập thì trong cái 14 tiêu chí thì thôn Tân Lập là đã được công nhận cả 14 tiêu chí là đạt. Nhưng mà để trong cái thời gian này thì thôn Tân Lập là tập trung làm cái vệ sinh môi trường. Bởi vì cái tiêu chí vệ sinh môi trường ấy là xác định là cái tiêu chí là khó, nhưng mà thôn Tân Lập là cũng đã vạch ra những cái chương trình mà đặc biệt là theo cái hương ước của thôn thì là làm vệ sinh vào chiều thứ sáu hàng tuần. Nếu mà trong cái thời gian mà bởi vì thôn Tân Lập là gần cái tuyến đường là 530B thì là trong một tháng là huy động cả thôn bản là làm vệ sinh môi trường một lần là cái tuyến đường đấy, mà đặc biệt là thôn là vận động những các cái hộ ở giáp các cái đường với bê tông ấy thì là vận động các cái hộ là trồng thêm cây hoa thay bằng cái cỏ dại là trồng hoa để cho các khuôn viên nhà ở, mà trong đấy là vận động những các cái hộ là chăn nuôi là phải gọn gàng, mà đặc biệt là không để chuồng trâu chuồng bò ở gầm sàn, mà đặc biệt trong bây giờ là thôn Tân Lập là các cái dân là gắn với các cái ở chi bộ là một tôi là gắn từng đồng chí đảng viên trong chi bộ là kèm những các cái hộ đấy để mà chung tay làm vệ sinh môi trường, thì đến giờ phút này Tân Lập vẫn duy trì được các cái tiêu chí vệ sinh môi trường này đến bây giờ là tốt. Xác định xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Chi bộ ban thôn Tân Lập xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên hàng tháng chi bộ thôn đều họp xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thì đội ngũ cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng, đồng thời phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng với chi ủy ban thôn giữ vững đạt danh hiệu thôn đạt chuẩn nông thôn mới.